Wow. Nhanh quá, xe này chạy nhanh quá. Rồi, vòng qua luôn. Wow. Ôi, hay quá. Chua luôn. Rồi, dính lắm rồi. Ôi, ui. Quả wow, của một con sâu nè các bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi, cái xe nó thấy nguyên con sâu luôn, nó đang bò nè. Rồi, sâu này màu gì vậy bạn Kiệt? Ê các bạn ơi, một con sâu màu xanh lá cây từ trên cây nó rớt xuống nè, đang bò đi kiếm ăn luôn. Rồi lấy cái đồ bắt nó bằng kịp ơi, lấy cho cái cây đi, cây bắt nó dục đường mương đi. Đây, đây con sâu này là con sâu ăn lá cây nè. Ngứa không con này, ngứa không? Rồi, thôi đem dục con sâu thôi. Đây nè các bạn ơi, đây là một chiếc xe đua điều khiển màu xanh nước biển nha. Bây giờ bạn Kiệt sẽ điều khiển mở cửa với... Đây, bạn sẽ bấm nút này. Rồi, bấm nút điều khiển lên đỏ, cánh cửa mở ra nè các bạn ơi. Đây, đẹp đây chưa? Bên trong nó có gì ta? Có bộ lăng. Bên trong nó có hai cái ghế ngồi màu đỏ nữa nè. Bộ lăng màu số, đây. Động cơ ở dưới đây nha các bạn. Đây, động cơ dưới đây nha. Rồi, bây giờ lái thử nha. Ống nắp lại. Rồi, chạy thôi. Con xe kia ở dưới nè các bạn, có chui nè các bạn. Đâu? Đây, cái xe này nó sạc pin bằng điện nha các bạn. Đây là nút bấm. Đúng rồi, pin nó nằm bên trong chiếc xe nè, mình sẽ mở cho các bạn xem nha. Đây, chiếc xe là để sạc bằng pin này nha các bạn, là pin sạc. Đây, mình có 4 cục pin sạc màu vàng nha, hết pin cứ mình gắm điện vô mình xài thôi. Không cần thay pin. Không cần thay pin luôn. Còn chiếc xe này là xe gì bạn Kiệt? Xe vui trần. Đây, một chiếc xe thể thao nè các bạn. Wow, có hai cái ghế ngồi bự quá. Xe thì mở cửa không được nha các bạn. À, xe này mình không mở cửa được nha. Xe này sạc khác nha các bạn. Xe này mình phải tháo ra rồi sạc khác, sạc trong ra bên trong. Đây. Đây, xe này cũng pin sạc nhưng mà pin này phải tháo ra mới sạc được nha các bạn. Rồi bây giờ đua nha, đua thử nha. Để cho hai chiếc xe này coi chiếc nào đua nhanh hơn. Ra đường bén đi. Đúng rồi. Ê các bạn ơi, bây giờ mình bắt đầu đua thử nha. Rồi. Ủa, à, cái xe kia nó quẹo lộn đường rồi. Đua lại nha. Các bạn, hai cái điều khiển khó quá, bây giờ mình sẽ điều khiển phụ bằng Kiệt một chiếc nha. Đây. Các bạn, mình sẽ điều khiển cái chiếc xe màu đỏ này nha, còn bạn Kiệt sẽ điều khiển cái chiếc xe màu xanh, đúng rồi. Rồi chuẩn bị nha, để cho nó đều nhau đi, bằng nhau luôn. Ba. Trời. Ê, các bạn, cái xe màu đỏ này nó chạy ngộ đời rồi, nó chui qua được ống cống luôn. À, còn xe màu xanh đâu rồi? Chiếc xanh đây, siêu tốc. Xe màu xanh này nó chạy nhanh quá các bạn ơi. Đây này gọi là siêu xe luôn đó. Wow, trời, xe này chạy sướng hơn xe màu đỏ rồi. Chạy nhanh luôn. Rồi, chạy lên. Wow. Chở chạy qua đây. Xe của bạn Kiệt đâu rồi? Các bạn ơi, cái xe của bạn Kiệt chạy hay nè. Xe kia nó chạy mà nó đụng, nó vòng không à. Bánh bị méo rồi hả? Bị méo rồi. Đâu, trời ơi, cái bánh thụt vô luôn rồi các bạn ơi. Xe này chạy dữ quá, bánh thụt vô trong luôn rồi. Hèn chi nó không có bẻ lái được. Bẻ gì? Rồi, chạy lại đi bạn Kiệt ơi, coi bẻ lái được không? Để phải chạy thử vậy. Đây, mình đây, cái xe này rất là mạnh nha các bạn. Cho bạn Kiệt chạy thử coi nó chạy thẳng được không nha. Trời ơi, xe này nó quẹo lạo quá. Trời, cái bánh nó bị lệch nữa rồi. Dính không? Dính bánh không? Dính bánh rồi. Ủa, xe này sao nó dính bánh hoài ta? Thế cứ bị hư. Các bạn ơi, cái xe này cái cốt nó bị méo rồi. Chạy nó dính bánh không à. Nên là chạy nó xoay vòng không à. Bấm thử các bạn Kiệt. Không chạy nổi luôn. Rồi kẹt bánh luôn rồi hả? Kẹt bánh cứ ngắt luôn rồi.
Đây nè các bạn ơi, một cái xe này nó hay hơn, màu xanh này nó hay hơn xe màu đỏ rồi. Nó nhỏ nhưng mà nó mạnh. Bây giờ bạn Kiệt sẽ bấm chạy vòng vòng cho các bạn xem nha. Bẻ lái y như tay đua luôn. Rồi chuẩn bị nha. Xe ma bạn Kiệt điều khiển xe Lambo đường đua. Wow. Đã nghe chưa? Móc đầu lên luôn. Rồi vô bụi luôn, dây lui ra luôn. Hố rồi hả? Rồi xe chạy vô bụi cây luôn rồi. Quanh đầu lại. Wow. Nhanh quá, xe này chạy nhanh quá. Rồi vòng qua luôn. Quá, ôi hay quá. Chua luôn. Rồi dính bánh rồi. Ôi ui. Quá, có một con sâu nè các bạn ơi. Trời ơi. Rồi cái xe đó thấy nguyên con sâu luôn, nó đang bò nè. Rồi sâu này màu gì vậy bạn Kiệt? Đây các bạn ơi, một con sâu màu xanh lá cây từ trên cây nó rớt xuống nè. Đang bò đi kiếm ăn luôn. Rồi, lấy cái đồ bắt nó bạn Kiệt ơi. Lấy cho cái cây đi. Cây bắt nó dục đường luôn luôn. Đây. Đây con sâu này là con sâu ăn lá cây nè. Ngứa không? Con này ngứa không? Rồi, thôi đem dục con sâu thôi. Rồi chạy xe tiếp thôi. Đi tốc, chuẩn bị mở. Đã quá, xe này đã quá. Rồi dướng xem. Đây bằng Kiệt lái hay quá. Rồi mở cửa ra. Đây mở cửa ra chui vô được luôn nè. Đây chui vô bằng đường này nè. Rồi xe này đẹp quá. Xe này đẹp không bằng Kiệt? Rồi xe này chơi rất là thích nha các bạn. Trời ơi, trên này trên thế giới chỉ có 7 chiếc thôi hả? Xe này độc quyền luôn hả? Xịn mỡ. Xe cao cấp đó. Trời ơi, mạnh ghê không? Wow. À, xin chào bạn Kiệt nha. Đây các bạn, hôm nay bạn Kiệt có 2 chiếc xe đua điều khiển nè. Wow, trời ơi, chạy nhanh ghê chưa? Đây xe là xe này có đóng cửa rồi mở cửa tự động luôn nha. Bạn nút rồi nha các bạn. Đây cái nút điều khiển của nó nè. Rồi bây giờ bạn Kiệt sẽ bấm cho nó chạy thử. Xe này chạy rất là nhanh nha. Đi nha các bạn. Vô là luôn. Rồi bây giờ mình sẽ điều khiển chiếc màu đỏ nha. Rồi. Wow, cái xe này kêu dữ hả? Wow, mạnh dữ á. Rồi gieo luôn lửa luôn. Đây mở xe chạy nhanh quá. Móc đầu luôn. Ôi đã nghe chưa. Wow. Nhanh quá, xe này chạy nhanh quá. Rồi vòng qua luôn. Ôi hay quá. Chua luôn. Trời dính bánh rồi. Ôi ui. Quả có một con sâu nè các bạn ơi. Trời ơi. Trời, cái xe đó thấy nguyên con sâu luôn, nó đang bò nè. Rồi sâu này màu gì vậy bạn Kiệt? Màu xanh. Ê các bạn ơi, một con sâu màu xanh lá cây từ trên cây nó rớt xuống nè. Đang bò đi kiếm ăn luôn. Rồi lấy cái đồ bắt nó bạn Kiệt ơi. Lấy cho cái cây đi. Cây bắt nó dục đường luôn đi. Đây con sâu này là con sâu ăn lá cây nè. Con ơi, cứ ngứa nha các bạn. Ngứa không? Con này ngứa không? Cái ngứa là rồi, thôi đem dục con sâu thôi.